liều mạng dùng 43 tài khoản thao túng cổ phiếu, nhân viên môi giới nhận kết đắng. Ủy ban chứng khoán nhà nước mới đây đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chu Trường Giang và quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề chứng khoán của ông Chu Trường Giang, nguyên là nhân viên môi giới công ty trách nhiệm hữu hạn MTV chứng khoán ngân hàng Đông Á Das Cụ thể, ông Giang bị phạt 600 triệu đồng theo quy định tại điểm B khoảng 1 điều 3 và khoảng 3 điều 29 nghị định số 108 trên 2013 trên NDCP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại khoản 1 và khoản 36 điều 1 nghị định số 145 trên 2016 trên NDCP ngày mùng 1 tháng 11 năm 2016 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108 trên 2013 trên NDCP. Ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết, ông này đã sử dụng 43 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, tháo túng cổ phiếu của công ty cổ phần VT Vạn Xuân Mã Vát. Bên cạnh việc xử phạt tiền, Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng thu hồi chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán của ông Chu Trường Giang kể từ ngày mùng 10 tháng 5 năm 2019. Tuy nhiên, theo xác nhận của Ủy ban chứng khoán nhà nước, qua kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp, từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp, từ hành vi vi phạm của cựu nhân viên môi giới này. Trong thông báo của Ủy ban chứng khoán nhà nước không nêu rõ thời gian mà ông Chu Trường Giang đã thực hiện hành vi thao túng giá đối với cổ phiếu VAT. Tuy nhiên, trong vòng một năm trở lại đây, cổ phiếu VAT diễn biến khá ảm đạm với thị giá thấp. Đóng cửa phiên 13 tháng 5 mã này đứng giá tham chiếu 2.100 đồng với 45.700 cổ phiếu được giao dịch. Bình quân giao dịch trong một năm qua của mã này ở mức hơn 35.000 cổ phiếu mỗi ngày, và phiên được chuyển nhượng nhiều nhất đạt gần 650.000 cổ phiếu vào ngày 27, tháng 2 năm 2019 còn ngày thanh khoản thấp nhất là 16, tháng 11 năm 2018 với 100 cổ phiếu được giao dịch. Về phía chứng khoán Đông Á, công ty này cho biết, việc thao túng giá chứng khoán, cụ thể là đối với cổ phiếu vắt nói trên, là hành vi cá nhân của ông Chu Trường Giang và diễn ra hoàn toàn bên ngoài hoạt động DAS. Trong những ngày gần đây, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã liên tục đưa ra các quyết định xử phạt đối với nhiều cá nhân có vi phạm trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, ông Võ Anh Linh người liên quan của bà Phạm Thị Thu Hà, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu Mã HJS, bị phạt 27,5 triệu đồng do đăng ký mua 2 triệu 96.000 cổ phiếu HJS từ ngày 30 tháng 1 năm 2019 đến ngày 20 tháng 2 năm 2019 nhưng đã mua 2 triệu 50 nghìn cổ phiếu HGS ngày 29 tháng 1 năm 2019. Ông Lê Thanh Phương, Ủy viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, mã chứng khoán cát, bị phạt 20 triệu đồng vì đăng ký mua 50.000 cổ phiếu cát từ ngày 16 tháng 4 năm 2018, đến ngày 15 tháng 5 năm 2018 khớp lệnh không cổ phiếu, nhưng đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch. Ông Chu Chi Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long Mã Chứng khoán NLG, bị phạt 20 triệu đồng do đăng ký mua 50.000 cổ phiếu NLG từ ngày 12 tháng 6 năm 2018 đến ngày 11 tháng 7 năm 2018 khớp lệnh không cổ phiếu NLG. Tuy nhiên, đến ngày mùng 1 tháng 8 năm 2018, Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo giải trình về lý do không thực hiện được giao dịch. Mai Chi, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.